Thưa quý vị, vào tối hôm qua, văn phòng đại diện tạp chí Gia đình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương dành cho khoảng 200 trẻ em mồ côi cơ nhỡ không nơi nương tựa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vui xuân đón Tết. Tham dự chương trình Xuân Yêu Thương Quý Mão năm 2023, các em được thưởng thức nhiều món ngon trong buổi tiệc mừng xuân. Bên cạnh đó, các em còn được xem các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được nhận quà, nhận lì xì và chụp ảnh. Hoạt động này đã giúp các em có một cái Tết ấm áp hơn.